Thưa quý vị, các bạn, trong trường hợp gia đình bạn bị cắt điện đột ngột thì sẽ làm gián đoạn các công việc trong gia đình cũng như là cuộc sống thường ngày, đặc biệt là vào mùa cao điểm. Nếu như bị cắt điện đột ngột thì thật là khó chịu, đúng không ạ? Và để giải quyết được những vấn đề này, tôi cũng sẽ giới thiệu được quý vị chiếc máy phát điện chạy xăng Total TP 18001 sẽ phù hợp sử dụng trong nhà gia đình. Máy phát điện Total TP 18001 sử dụng nguyên liệu xăng, giúp tiết kiệm chi phí và để cấp cho nguồn điện một chiều như là 220V 50W với các thiết bị như đèn, quạt, nồi cơm điện. Và các bạn có thể quan sát thông số kỹ thuật của máy. Các bạn có thể thấy mã TP 18001 với các thông số với công suất cao nhất lên đến 800W và công suất của máy hoạt động là 2HP. Dung tích xi lanh là 63ml. Với hệ thống khởi động là giật nổ. Dung tích bình nhiên liệu 4 lít và loại nhiên liệu là pha trộn. Máy có thể hoạt động lên đến 13 giờ. Trọng lượng của máy khoảng 14-15kg. Bộ sản phẩm bao gồm một máy phát điện và các phụ kiện đi kèm: sạc bình DC 8V, cắm nguồn điện 220V, tay cầm của máy và các phụ kiện để lắp tay cầm. Phía trên các bạn có thể quan sát thấy có nắp bình chứa nhiên liệu và bình chứa nhiên liệu có dung tích là 4 lít. Phía bên trong có lọc nhiên liệu và cốc đông nhớt. Với 4 lít xăng thì các bạn sẽ tương đương với một cốc nhớt đầy. Phía trước máy có công tắc on off. Các bạn có thể quan sát bên phải sẽ có ổ cắm 220V. Phía bên các bạn sẽ sử dụng sạc bình DC 8V. Và các bạn lưu ý là phải cắm đúng vị trí. Bên còn lại các bạn có thể quan sát có motor máy và hệ thống khởi động là giật nổ. Máy có thiết kế nhỏ gọn phù hợp sử dụng trong gia đình và các bạn có thể lắp tay cầm, sử dụng ốc vít để cố định tay cầm và các phụ kiện đi kèm để lắp ốc vít. Với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì chiếc máy phát điện Total TP 18001 có thể sử dụng trong gia đình hoặc là các bạn có thể mang theo đi cắm trại nếu như cần phát điện. Và để đặt mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028-3830-8569 để được tư vấn miễn phí, hoặc là truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm đang online nhé. Đặc biệt, khi mua sản phẩm này, các bạn sẽ miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!